các em. Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên chúng ta sẽ cùng nhau học tập trực tuyến qua video. Xin mời các em cùng mở sách lịch sử 7 để chúng ta tiếp vào bài học ngày hôm nay. Tiết 44, ôn tập và làm bài tập lịch sử. Quan sát vào sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần cùng với sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý, các em có thể so sánh giúp cô sự giống nhau và khác nhau. Ở đây ta có thể thấy điểm giống nhau giữa sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý và sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần, đó là đều tổ chức theo chế độ quân chủ trung ương tập quyền do vua đứng đầu. Bộ máy nhà nước gồm 3 cấp, có các quan đại thần, văn võ. Tuy nhiên, điểm khác nhau đối với nhà Lý, cả nước chia làm 24 lộ, thực hiện chế độ cho truyền con nối. Các chức quan đại thần do thi tuyển. Còn ở nhà Trần, cả nước thì chia làm 12 lộ, thực hiện chế độ Thái Thượng Hoàng. Các chức quan đại thần do người họ Trần nắm giữ và đặt thêm một số cơ quan và các chức quan mới. Đó là những điểm khác biệt giữa sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý và thời Trần. Từ đây ta có thể nhận xét về bộ máy nhà Trần có thể hoàn chỉnh và chặt chẽ hơn so với nhà Lý. Điều này chứng tỏ chế độ tập quyền của thời Trần được củng cố hơn so với thời Lý. Một nhà, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về mặt chính trị. Quan sát về sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần với sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê Sơ, em có nhận xét gì về sự giống nhau và khác nhau của hai tổ chức bộ máy nhà nước? Quan sát kỹ vào sơ đồ bộ máy nhà nước ở trên đây, ta có thể rút ra kết luận. Đối với bộ máy nhà nước thời Lý Trần thì triều đình trung ương vô cùng đơn giản, bao gồm vua, thái thượng hoàng, quan văn, quan võ và một số cơ quan như quốc sử viện, thái y viện, tôn nhân phủ. Bên cạnh đó còn có những chức quan như hà đê sứ, khuyến nông sứ, đồn điền sứ. Còn ở bên bộ máy nhà nước thời Lê Sơ thì quyền lực lại tập trung vào trong tay nhà vua, đặc biệt từ thời vua Lê Thánh Tông. Đây được coi như là triều đại với bộ máy hoàn thiện nhất. Thời kỳ này thì vua Lê đã bỏ một số chức vụ cao cấp như tướng quốc, đại tổng quản, đại hình viện, và các cơ quan thì được quy định chặt chẽ và rõ ràng hơn, bao gồm 6 bộ: bộ lại, bộ lễ, bộ hộ, bộ binh, bộ hình và bộ công. Bên cạnh đó bổ sung thêm 3 cơ quan chuyên môn khác: hàn lâm viện, quốc sử viện và ngự sử đài. Về đơn vị hành chính thì chưa được ở thời Lý Trần thì chưa được quy củ, và đặc biệt ở các địa phương và làng xã thì còn nhiều luật lệ. Thế còn ở bên bộ máy thì Lê Sơ thì tổ chức đơn vị hành chính chặt chẽ rõ ràng, và đất nước được chia nhỏ thành 13 đạo để cai quản. Về cách đào tạo tuyển chọn bổ dụng quan lại thì thời Lý Trần quan lại trong triều đình chủ yếu là con cháu của vua hoặc là có họ hàng thân thích với Lý hoàng tộc. Thế còn ở đối với thời Lê Sơ thì lấy phương thức học tập và thi cử để làm phương thức tuyển chọn, và chủ yếu là lấy tư tưởng của nho gia và thế.
cái việc lựa chọn nhân tài rất là công bằng, không để sót người tài. Từ đây ta có thể nhận xét bộ máy nhà nước thời Lý Trần là bộ máy nhà nước quân chủ quý tộc, vua đứng đầu, nhưng quyền lực lại tập trung vào tay vua, chưa được cao. Còn đối với bộ máy nhà nước thời Lê Sơ thì nhà nước ở đây là nhà nước quân chủ quan liêu chuyên chế, và quyền lực tập trung vào tay vua, kể cả quân đội. Về mặt luật pháp, em cho cô biết nước ta pháp luật có từ bao giờ? Thời Đinh Tiền Lê thì nhà nước đã tồn tại 30 năm nhưng chưa có điều kiện để xây dựng pháp luật. Đến thời Lý vào năm 1042, sau khi nhà Lý thành lập được khoảng 32 năm thì bộ luật thành văn đầu tiên ra đời, đó là bộ luật Hình Thư. Đến thời Lê Sơ, luật pháp được xây dựng tương đối hoàn chỉnh với bộ luật Hồng Đức. Vậy luật pháp ra đời mang ý nghĩa như thế nào? Đó là đảm bảo trật tự, kỷ cương và an ninh trong xã hội. Vậy thì so sánh luật pháp của thời Lê Sơ có điểm gì lớn khác so với luật pháp của thời Lý Trần? Chúng ta cùng quan sát lên đây. Điểm giống nhau là cùng bảo vệ quyền lợi của nhà vua và giai cấp trị. Bên cạnh đó là bảo vệ trật tự xã hội cũng như sản xuất nông nghiệp với hình thức cấm giết mổ trâu bò. Còn điểm khác biệt thì luật pháp thời Trần, thời Lý và Trần vẫn bảo vệ quyền lợi tư hữu nhưng chưa bảo vệ quyền lợi của phụ nữ. Còn ở thời Lê Sơ, luật pháp tương đối hoàn chỉnh với, thứ nhất, bảo vệ quyền lợi của quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ và bình đẳng giới, con gái cũng được thừa hưởng gia tài như con trai, hạn chế phát triển nô tì. Và pháp luật thời Lê Sơ thể hiện rõ ràng nhất ở luật Hồng Đức. Trên đây chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về luật pháp và so sánh điểm khác biệt giữa các thời kỳ, các triều đại khác nhau. Thế còn về mặt kinh tế như thế nào? Chúng ta cùng so sánh kinh tế của thời Lê Sơ so với kinh tế của thời Lý Trần. Điểm giống nhau về nông nghiệp, có sự phân hóa chiếm dụng đất ngày càng sâu sắc, thực hiện chính sách khai hoang để mở rộng diện tích trồng trọt, chăm lo đắp đê phòng lũ lụt, đào vết canh mương đưa nước vào ruộng. Ở thời Lê Sơ thì có đê được đặt tên là đê Hồng Đức, cấm giết hại trâu bò, bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp. Về thủ công nghiệp thì cùng phát triển nghề thủ công truyền thống. Về lĩnh vực thương nghiệp, mở chợ, mở cửa biển buôn bán với nước ngoài. Thăng Long trở thành trung tâm thương mại từ thời Lý đến thời Lê Sơ và là một trung tâm buôn bán sầm uất. Điểm khác biệt giữa kinh tế thời Lý Trần với thời Lê Sơ như sau. Về nông nghiệp, kinh tế thời Lý Trần, thời Lý tổ chức cày ruộng tịch điền, thời Trần thì cho vua đã cho vương hầu công chúa phỏng mã lập điền trang. Thời Lê Sơ đã đặt một số chức quan chuyên về nông nghiệp như là khuyến nông sứ, hà đê sứ, đồn điền sứ, có 25 vạn lính về quê cày ruộng sau chiến tranh và thực hiện phép quân điền. Về thủ công nghiệp, về Lý để vua đã dạy cho cung nữ vất vả. Còn ở thời Lê Sơ thì có các làng nghề thủ công, các phường nghề thủ công.
các xưởng do nhà nước quản lý, gọi là các cục bách tác. Để thương nghiệp, Lesser đã khuyến khích lập chợ mới và họp chợ. Vì vậy, kinh tế thời Lesser phát triển rất mạnh mẽ. Đó là điểm giống nhau và khác biệt kinh tế thời Lý Trần với thời Lesser. Còn về mặt xã hội, thì xã hội thời Lý Trần và thời Lesser có những điểm giống và khác nhau như sau. Về điểm giống nhau, cùng chia làm hai giai cấp, đó là giai cấp thống trị, giai cấp địa trị. Xã hội thời Lý Trần và thời Lê Sơ có những điểm khác nhau như sau. Thời Lê Sơ, số lượng nô tỳ giảm dần và được giải phóng. Tầng lớp địa chủ rất phát triển do là nhà Lê đã hạn chế nghiêm ngặt việc bán mình làm nô hoặc bức dân tự do. Chính vì thế, xã hội thời Lê Sơ cũng tương đối phát triển. Yêu cầu là em hãy vẽ sơ đồ các giai cấp và các tầng lớp thời Lê Sơ. Chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu so sánh về những nét tiêu biểu đặc trưng của kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa, xã hội trở cổ trong thông qua các triều đại, đặc biệt là triều đại Lý Trần và triều đại Lê Sơ. Chúng ta cần để nắm vững kiến thức bài học, làm bài tập ở nhà. Đặc biệt, em hãy lập cho cô bảng thống kê các tác phẩm văn học và sử học nổi tiếng thời Lý Trần cùng với thời Lê Sơ. Trên đây cô gợi ý cho chúng ta cách lập bảng như sau. Ví dụ vào thời Lý thì có các tác phẩm văn học nổi tiếng như Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt. Thời Trần thì có tác phẩm Lịch Hệ Tiến Sĩ của Trần Quốc Tuấn, Phó Giá Về Kinh của Trần Quang Khải, Phù Sơn Bạch Đồng của Trương Hán Siêu. Còn thời Lê Sơ có Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi, Quốc Âm Từ Mệnh Tập, Đình Uyển Cửu Ca và Hồi Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập. Lĩnh vực sử học, thời Lý có Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, thời Trần thì có Đại Việt Sử Ký của Lê Văn Hưu. Thời Lê Sơ vẫn có Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Lam Sơn Thực Lục và Việt Giám Thông Cạo Tổng Lục. Trên đây, cô trò chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu xong tiết học. Vậy về các em hãy hoàn thành bao vở và làm bài tập giúp cô nhé. Cô cảm ơn các em. Hẹn gặp lại các em vào tiết học sau.